Xin chào ông bà cô chú nè. Dạ, con xin chào ông bà cô chú. Sáng con sáng rồi bà cô chú ơi, giờ đi lòng vòng. Bữa nay chồng tiên được nghỉ. Yên ơi, xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú. Đang sáng xin chào. Em ạ. Đang kêu tôi sáng xin chào ông, xin chào mọi người đi. Tôi sáng xin chào mọi người. Rồi ơi, nó leo nữa rồi. Em mất con rồi. Tiên vô tiên đem mấy cái thịt mà hôm bữa tiên mua, hôm qua khi gì tiên mua để vô tủ đông đá. Này tiên phải để. Bữa nay tiên định làm món cơm sườn nè. Thịt này là tiên đã mua rồi. Người ta xắt mỏng mỏng ra cho mình trước như thế này nè. Xong cây tí là tiên sẽ đập rồi tiên ướp. Bữa nay tiên chắc làm hết cái khay này quá. Ăn cho nó đã. Còn dư á, ngày mai ăn. Còn cái phần tôm này thì là của ba Na, của cái Na. Tiên có mua thêm cái bông biển này nè. Bông biển này á là mình ăn xà lách. Cái này sẽ ăn nhanh mới được, không phơi hết hạn sử dụng. Này là mình để vô giấm á, giấm đường rồi mình ăn nè. Lâu rồi cũng không có ăn, tiên mua. Còn cái phần cá hồi này á là của mẹ Na. Cái này thì dạng người ta ăn sashimi á. Xong cái tiên mua sẵn thế này nè, không có xương. Bây giờ đi tiên gói, tiên để vô cái hộp rửa này kia nè. Thường là tôm thịt này kia người ta có lót cho mình cái miếng ở dưới thế này nè. Tiên cũng không biết công dụng là cái gì, nhưng mà tiên nghĩ là dành chắc là hút cái phần lớp máu hoặc là nước nôi này kia thừa chảy ra. Tiên nghĩ như vậy. Tiên cũng không có ai nói cho tiên biết hết trơn. Bên Việt Nam mình thì siêu thị sao tiên không biết. Chứ mình mua ở chợ này kia thì thịt như vậy người ta sắt luôn hả, tôm thì sắt luôn. Ở đây thì mới thấy mấy cái khay này có mấy cái miếng này nè. Nhiều khi người ta để cái miếng cá hồi á, người ta để cái miếng khác nữa. Hút như thế này nè. Này là phần tôm của Na. Tôm của Na thì tiên lột vỏ ra hết và tiên gắp chỉ luôn. Khi nào nấu cái tiên lấy ra nấu nha, đỡ tốn thời gian. Tôm này dễ bút chỉ. Tiên lột thế này nè. Xong cái tiên ngắt một lỗ qua đây. Tiên môi chỉ ra. Tiên kéo cây ra chỉ. Cũng dễ lắm. Xong cái tiên rửa cái chỗ này luôn. Tại vì tôm thịt cá này khi nó hôi dữ lắm. Đến nào không sợ nha.
Nè sợ là mẹ cho Na đi xuống á. Nè sợ là mẹ cho Na đi xuống nha. Nãy giờ Tiên mới lấy đồ vô xong để quay cái vườn cây hôm nay của Tiên cho một cô chú xem, cập nhật tình hình nha. Hiện tại là đậu rồng Tiên trồng vẫn chưa có thấy tiến triển gì hết, không có gì thay đổi, chưa có dấu hiệu lên. Ngọn gí thì hôm nay to hơn được tí, bắt đầu hình thành những cái lá như lá ngọn gí này. Cho găm thì vẫn tươi tốt. Còn cái cô nhỏ kia thì cô ở đó cô làm sùm cô kêu. Quế thì Tiên thấy là cũng im nữa, như là sắp ra bông hay gì nè. Dưa leo, cây dưa leo là thay đổi nhiều nhất nè. Bữa nay cao lên nhiều, cao lên bắt đầu kéo dây tùm lum chân, cao nhiều lắm rồi. Cái gì? Cái chú bú chú bú chú. Xô ra, cái xô khoái ra, cầm cái xô suốt vậy. Bịch bữa nay Tiên ướp là Tiên ướp cái bịch sốt ướp thịt nướng này. Cái bịch này hơi lo lạ ăn tí. Lúc về Việt Nam Tiên mua nhiều lắm, đủ loại hết trơn. Sữa. Sữa này Tiên khui ra nguyên thế này nè, Tiên để tủ lạnh. Là cái nó đông là dễ quẹo thế này nè. Tiên để sữa với lại mật ong vào. Để xong. Này con mày để mặt ông nè. Đây con hí. Em muốn xem hả? Con lượm cho mẹ cái đó này, không mày lỡ làm gì đó. Ok, đợi Na con. Đợi Na không thôi, Na đi một mình nguy hiểm. Với ô tô sằng, mình thôi bị bắt cóc đi. Hả? Bị bắt cóc. Đang chiều đạp xe vòng vòng. Tới đây nhìn chó. Chó kia đi. Bạn chó đó, hai bạn. Ủa sao có một... Ừ sao có một bạn ha, một bạn đâu nữa nè. À. Nè, tản bộ. À, sao để dưới đi nữa hả nó? Chồng Tiên nói hoa này có tên là hoa dưới đi nè. Tên của dưới đi. Ôi đẹp. Kế bên cái đồ để mà hỏa hoạn này kia, người ta dùng để xịt. Này mở bình thường như này. Xe điện tới em ơi. Ủa không phải, tưởng đâu xe điện chứ.
Nơi đó là tòa nhà nhà tiên đang ở á. Akuramakuru. Xe tới. Chỗ này mới vừa mở quán bar nè. Đâu 2-3 ngày nay à. Tòa nhà này là lúc trước là cái nhà mà cũ lắm cũ rồi. Giờ xây phía dưới thành quán bar. Tiên chưa vô lần nào. Tiên không biết. Tiên không có gần mấy chỗ này. Ba. Khu này tiên ở bán tanh nè. Vậy như là thôn quê thôi. Đi là gần xe điện này kia nhưng mà cũng thôn quê bình thường thôi à. Im ắng. Máy bán hàng tự động. Mẹ không có đem tiền. Mẹ giờ tôi sang đâu có đem tiền đâu. Ừ, mà đâu có mua được đâu con. Trên YouTube á, tiền thấy có mấy bạn đi lượm tiền rơi rớt ở mấy cái chỗ mà bán hàng tự động này nè. Thì không biết là có thiệt hay không hay là mấy bạn để đó. Nhưng mà tiền nghĩ là đôi khi chắc là cũng có rơi rớt buổi tối đó. Hoặc là người ta xỉn này kia, người ta rớt, người ta không có biết đường lượm á. Không có thể là có. Nhưng mà chỗ này tiền thấy là không có. Nơi, nơi, tôi săn kìa. Cô này có muốn đi đâu là cô đi à. Dẫn cổ không chịu. Tự ý đi vậy đó. Tôi săn đi con đi theo. Kế bên khu tiên ngõ luôn. Có cái chỗ mà để bưu điện nè. Cái hộp thư nè. Ví dụ như mình để mấy cái giấy mà tòa thư mỏng á mình... À kurama kuru. Tôi săn dưới đi. Oh my god. Xe quẹo rồi con không sao. Chân đầy yêu con mẹ. Đây con chút tôm. Đây con chút tôm hả? Dạ mẹ. Thì hôm nay khỏi để cho đen ha. Dạ mẹ. Đây con mẹ. Tôm này là tiên mua ở siêu thị Mỹ nè. Tiên lột cái vỏ ra luôn rồi. Tiên có nặng chanh luôn. Dạ tiên để thêm vô. Thịt nữa là xong. Bữa nay bữa cơm thịnh soạn. Cho con xin chi đũa. Hả? Cho con xin chi hả xì. Tôi đũa hả con? Dạ. Tôi đũa nhỏ hay sao? Ở đâu ạ? Có rồi hả? Ok. Tiên cắt thịt gan về cho một tí dễ ăn, khỏi cắn cắn. Cơm thịt nướng. Ngon nha. Đèn nói bụng men thì xin ăn trước rồi. Ít rau. Đây là rau hái ngoài vườn. Cái vườn tiên nhỏ xíu gì đó mà rau cũng lũi rồi rau thơm này kia. Có ăn suốt, mừng ghê luôn. Sao? Gì cho đẹp đẹp một tí. Ok. Thơm quá. Itadakimasu. Với cò dâu xịt. Ha. Ừ. Cảm ơn mẹ hả? Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bên này
bữa cơm ngày hôm nay của gia đình Tiên đây. Cơm thịt nướng. Bên này nè, Tiên với chồng Tiên chưa kịp ngồi xuống ăn nữa, chỉ lồ một phát hết trơn cái tô cơm. Này ơi, chị thích ăn cơm với cá hồi bên đây nè, tô. Đây nè. À, không được. Còn bé An thì khen ngon quá chừng ăn nãy giờ. Nè quá chừng thích nạp tô với lại cá hồi đây. Cái này là dưa chua, rong biển với lại cái gì mà cũng hình như là rong biển vậy. Thấy cái trắng trắng này trong suốt này, như cái tím tím này. Rong biển đó thì để giấm với lại đường thôi. Vậy có chồng tiện. Mời ông bà cô chú ăn chung với gia đình Tiên nha. Nè, cà thăm anh đi gì? Này, ở đây nước mắm karai. Karai to chotto suppai. Hajime shite mite ne. Moshi suppakatta ra usume ni. Hai chồng Tiên ăn thử nha. Tôm này là Tiên mua ở siêu thị Mỹ nè. Về chồng Tiên làm lại á, chồng Tiên bảo là nhạt nhạt. Đâu để bơ này kia vào. Đâu? Ngon. Ngon này kìa. Ê bí. Anh đi cướp. Rất như mồm. Thật khen ngon rồi. Vui quá. Tiền cũng ăn luôn. Nè làm nhanh quá. Chị bánh Ồ bé ăn cũng sắp hết cơm hết thịt luôn ta. Dễ. Rồi nè. Có ăn cơm này á? À, thì mình một cái này cầm nó. Chút xanh thêm chế chế phúc u cao sắp cầm chế. Như tôi sẽ nói cơm cay của anh. Ngắn mà chút cái thế này. À, chế chịu cả. Cá này mà nói thế này. Chút xanh thêm chế chế phúc u cao. Tí xíu cái gì bên nãy em Asuma đây cho con này, mẹ tớm rồi con hả? Con chưa có đủ no con hả? Con ăn nữa không? Con ăn cơm nữa không?私みたいにどうしても自分の国の国のあ、じゃあ、あなたも取れ。
の食べ物を食べたいから。食べにゃ。父さんベトナム行ったら普通にプラスできるじゃない。まあ、たまに食べたくなると思うけどね。日本語。Để mẹ lấy cái kéo, mẹ cắt nhỏ nhỏ mẹ cho con ăn nha. Là mẹ thấy nha. Mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, nhưng mà phải đợi mẹ lấy cái kéo này nè, con nhìn nha. Út, sao mẹ con đừng có đẩy như vậy. Cái dưới này nè. Bên nào uống xong rồi, bên nào để đi ha. Ừ, để đây nè, để đây nè. Nè, còn phô dưới đây là không có được nha. Ok. Ừ, không, không được. Ừ, không được. Uống xong rồi để cho nó giống như hay vậy đó. Bên uống nước nhiều nha, hãy uống nước nhiều nha. Để mẹ cho thêm một tí xíu nước nữa thôi nha. Uống nước nhiều cho mình no rồi, nó ăn cơm được đó con. Đó thì mình rất có mắc tầm. Được rồi. Mẹ nói tiếng Việt với mẹ nha. Cái này ư, nước tí xíu. Nước tí xíu thôi con. Khô rất thật kìa con. Chưa, Nam mới ở. Hồi nãy chưa kịp nói nữa, bye bye rồi. Nãy giờ Nam ăn hết mấy miếng thịt đâu mà cô chú ơi. Tiền cũng ăn xong rồi. Nay bữa cơm ngon quá ngon. Cầm tiền tí xíu nữa là xong. Tiền chắc là kết thúc video ngày hôm nay đây nha. Này bữa cơm tuyệt vời. Oshikata. Nè ngon miệng không? Ừ. Ngon đợi ăn thịt nữa hả? Thôi chi đợi ăn thịt. Thôi biểu. Mẹ em cũng khoái, với Na cũng khoái nữa. Cho miếng nhỏ thôi. Bye bye bà cô chú nha. Hẹn gặp lại bà cô chú video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Bye bye. Bà chào bà bye bye. Hẹn gặp lại. Đăng ký kênh ủng hộ con xem video của bên em bên nè. Cảm ơn Na. Bye bye. Bye bye.